là đối tượng chúng ta cần tìm kiếm. Và chúng ta chỉ có mỗi tấm ảnh này thôi. Các anh cần phải chạy nhận diện khuôn mặt ngay, sau đó đối chiếu với mọi hồ sơ tội phạm cũng như blacklist của chính phủ. Tôi muốn biết tất cả về bà ta trong 4 giờ tới. Rồi, có ai có câu hỏi gì không? Cô là ai vậy? À, tôi vừa mua lại công ty của các bạn. Bây giờ tôi chính là giám đốc mới của các bạn. Hả? À, cái gì? Còn giám đốc cũ của chúng tôi thì sao? Ông ấy đâu rồi? Với số tiền tôi trả, chắc giờ này ông ấy đang trên đường đi du lịch ở đâu đó rồi. Có vẻ các bạn rất quyến luyến ông ấy. Xin lỗi vì không để các bạn chia tay một cách đàng hoàng. Không đâu, chỉ là... Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đập ông già đó trước khi ông về hưu. Hèn chi ông ta trùng nhanh như vậy. Thôi, hãy gác việc đó lại đi. Hãy tìm cho tôi thông tin về người phụ nữ này cái đã. Bây giờ là 1 giờ chiều. Gửi lại cho tôi trước 4 giờ chiều nhé. À, có chuyện này không liên quan. Nhưng mà tôi thắc mắc là... Vì sao các bạn lại ghét sếp cũ của mình tới vậy? À, tại ổng cứ hay giao việc mà deadline khớp á. Giao 1 giờ mà 4 giờ chiều đòi lấy rồi. Mà giao mỗi cái ảnh nhòe nhoẹt à. Ai mà tìm được nhanh dữ vậy? Ôi, cho các bạn đến tối đó. 7 giờ tối ha. Khoan đã cô chủ ơi, có chuyện này à. Anh vô danh cứ muốn tìm gặp cô nãy giờ. Cô có muốn gặp anh ta không ạ? À? Cô Quỳnh! À, mắt tôi bỗng dưng có tật, không thể nhìn được người nghèo kiết xác. Cô vừa phải thôi, vậy tại sao cô nhìn ông quản gia được hả? Ngại quá, nhưng mà tôi là tỷ phú đó cậu à. Làm quản gia là chỉ đam mê thôi. Nếu không vì nhiệm vụ thì còn lâu tôi mới sang đây làm lành với cô đó. Tôi xin lỗi vì thái độ của mình từ hôm bữa tới giờ. Chà, anh đã chủ động đưa tay ra mà tôi không nhận thì phí lòng thành của anh. Tôi xin lỗi thật đó, tôi không có ý làm cô buồn đâu. Bảo vệ à, cô dùng phải nữa nha. Tôi đã có lòng thành xin lỗi như vậy rồi mà cô cư xử kiểu đó hả? Cho anh biết, xin lỗi viết tắt là sờ lờ. Nhưng mà xin lỗi không kèm hiện kim mới là sờ lờ. Còn xin lỗi có hiện kim thì mới gọi là xin lỗi. Đi đâu nhà giàu máu lạnh. Đừng có đẩy. Đúng là trong mắt chỉ có tiền thôi. Loại người này hết thuốc chữa rồi. Bây giờ làm sao để cô ta dừng việc điều tra đó đây? Dù có là tư sản thì đừng hòng làm gì khi điện cúp nha. Ủa, cúp điện rồi. Cúp điện rồi. À, vậy có được giờ deadline không vậy? Mua tòa nhà bên cạnh. Dạ, cô chủ. Cô chủ có biết vì sao cậu Hoàng á lại nhờ mình tìm hiểu về người phụ nữ này không ạ? Không, chú biết tôi không bao giờ thắc mắc chuyện thằng Hoàng đã quyết mà. Vâng, nhưng lỡ đâu cậu Hoàng đang ở trong tình thế nguy hiểm thì sao? Mặt đại quá. Nhưng mà sợ đi cái lỡ tình tiết nào đó quan trọng ghê. Có thể dừng lại một chút cho con đi vệ sinh rồi mình coi tiếp được không ạ? Ồ, toilet nhà con An có cửa sổ thông gió nữa ta. Căn nhà này giờ giá thị trường nhiêu ta? Quay đã. Trời, hồi nãy hình như là có một người. Nhưng tại sao lại ở bên ngoài? Nhìn như ninja vậy ta? Là thợ sửa điện, thợ lau kiến, thợ quét sân, hay là lính đặc nhiệm đến bắn tỉa, hay là sát thủ đi trời. Hey, vô cậu em. Quách đồ quách, chủ động bắt chuyện với mình luôn hả? Bọn anh mai phục nãy giờ chán quá à. Cho xin bắt wifi với. Trời đất ơi, cha nội hồn nhiên dữ vậy trời. Làm gì vậy? Thì tao xin pass wifi chứ chị. Đang làm nhiệm vụ, cái thằng này. Trời, nãy giờ mày sếp có ra lệnh gì đâu. Xin pass wifi lướt net. Chị hai, tìm hiểu cái logo này là tổ chức nào giùm em với. Sao mình cứ có cảm giác mẹ Vi không có ý tốt.